qua đấy rồi, thì ba anh mình cũng bảo bình thường, mà trên một dân này là anh trả rồi. Ngày được mấy triệu á? À, quên, tháng mấy triệu? Đêm. Nhầm. Ngày được mấy? À, quê được 1 triệu. Đấy, cả ngày được mấy triệu, còn kêu không cần thua thì đi phải chết. Thằng Hải nó bảo là quê nó làm mấy lít thôi. Ia hit katha pan, chúng ta là Egypt for katha baby. Vâng, đội bạn là Yamato của Thành Lắc này, Kata của game thủ Mạnh Hào này, 98 của cầm Hitty này, và chia sẻ là người cầm Van này. Chúng ta lại có Baby Kata for Egypt. Alamaz.
Vâng, map của game thủ cam quýt là rất xấu này, chả có gì hưu đâu, chả có sư tử kìa. Map xấu quá. Hoàng Mai Nhi bên này. Vâng, xi măng thì anh đang câu hai voi bên này. Vâng, bài 5 voi của xi măng. Một người giàu thì nó không giải quyết được cái gì cả. Rất nhiều voi. Vâng, bảo vệ cả bốn game thủ để bảo vệ bảo rất sâu. Map khê quá. Nốt trận để tắt hết đế chế đi vào lại xem nào. Cùng lắm thì đổi một hai cái USB đi. Vâng, bảo vệ cả thai hạ lên đời sớm nhất bản hồ. Thank you.
Yes. 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 Vâng, chúng ta cũng đến với trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3, có lẽ là trận đấu yes, cuối cùng yes. Rồi. Vâng, như vậy là quân đội bạn trong trận đấu này là Kata, Baby Four và Rome. Chia sẻ tiếp tục của Roman, Four của Mạnh Hào, Babylon của U98 và cuối cùng là Kata của Thành Lắc. Chúng ta là Egypt, Min, Greg và Vamiran quyết được cầm chém tuyển đây rồi. Vâng, xem màn hình máy của game thủ Tếu, người cầm xem mà máy quyết đi, người cầm Palm Brown trận đấu này có 7 hiệu. Vâng, gỗ đầu siêu xa thì quyết gỗ đầu là siêu siêu xa. Vâng, chúng ta đang có được một 7 hiệu và đá về nhà chính luôn, 7 hiệu được 5, một 7 hiệu 5 và khả năng chắc chắn sẽ có kẹp xăm. Quan trọng ai sẽ là người kẹp xăm trong map này. Vâng, bên này Tiểu là cầm Minh Hoan, có quả phụ, có một voi về, gỗ đầu ổn. Đội bạn xin ra là rất đều. Vâng, chúng ta có thể được cam quyết được 30 gan này, bây giờ đã về nhà chính, gỗ đầu xa quá. Và như vậy là pa đã có phụ đây rồi. Úi giời, cái bài pa này đến bao giờ mới đủ gỗ để thiết kế chiếc bét đầu đây. Quá xa bài pa này. Vâng, pa chết dần. Vâng, mang nghề dịp và rất gần một nhà nào đấy. Cái map này tôi nghĩ là có kẹp xăm. Kẹp xăm từ nhà của cái thủ xi băng lên dưới hướng 12 giờ rồi tệ kia không biết là ai. Hoàng Mai Nhi có quả phụ Greg. Thời điểm đầu thì cái thủ Hoàng Mai Nhi anh báo về là quả đầu xa, gỗ xa, yêu đầu cũng là xa. Không có xe giò, chúng ta không biết được có kẹp hay không, nhưng chắc chắn khả năng sẽ có kẹp. Quyết ăn chanh với màu 6 U98, 7% với từ U98, Babylon của 98. Donna E.
Thành Lắc cầm Kata Nian lên đời rất sớm. Thường Bách báo về là bộ năm chọc rất sớm. Quân thì xấu nhưng bài đội bạn thì Kata là rất sớm. Vâng, tham lai của Quýt Anan là 19. Đóng P thì đúng gặp ngay con giò của đối phương đã đứng đợi sẵn đấy rồi. Màu 6 game thủ 98 là người cầm Babylon cũng đang đóng cái nhà BL thì phải. Mang hai zip đánh chém đầu cánh và cùng cánh màu 8, màu 8 chim sẻ là người Roman. Tham lai chỉ 20 thôi. Vâng, tỷ số là 0-1 cho trận thứ 3.